Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu lại cái mã bóng đèn led mà shop em đang bán. Đây mình shop em đang bán là chính hãng của công ty Osram nha anh chị. Chính hãng Osram. Thì hai cái bóng này cô chú anh chị là trong nhà của mình á có xe hai cái dòng xe này hết à. Đây gọi là cái chân M5T19, còn đây gọi là cái chân H4HH1. Thì nhiều cô chú anh chị hỏi mình là xài được điện bình điện máy hay không, thì mình xin trả lời là chạy được hai dòng điện, điện bình và điện máy của chứ gì, nên cô chứ gì an tâm, không có cần quan tâm tới điện, cứ cắm vô là nó chạy. Thì mình cũng nói thêm những cái xe đời mới bắt đầu từ Vision đầu đổ lên là nó chạy điện bình đó, nhưng mà cô chứ gì nổ máy nó mới chạy được, là nó cung cấp cái chân âm, thì nhiều anh em không có gành cái vụ đó nữa. Nghĩa là những xe đời mới là nó chạy luôn điện bình rồi, nên anh chị rất là sướng lắm. Thì đây là cái mẫu nè, cái mẫu mình bán chính hãng, nhìn rất là đẹp. Thì đây là cái mẫu của nó nè. Cái mẫu này á, coi chứ anh chị, gắn rất là dễ, gắn như zin thôi. Đây. Và nó rất là bền nha coi chứ anh chị. Cái mẫu này gọi là H4 HH1, gắn cho những cái xe phổ thông như là RS, quay A, rồi quay S, rồi Jupiter, rồi CFE, rồi No 4. Rồi những cái dòng xe, nói chung là những cái dòng xe mà cô chứ anh chị gỡ ra có ba cái chân cắm và ba cái chấu như thế này, thì mình bán những cái sản phẩm chính hãng rồi chứ anh chị thấy nó rất là đẹp nè. Và cái bấm chì thôi cũng đẹp nữa. Thì thay thế cho những dòng SH2014 rồi được hết nè. Thì anh em gắn rất là ngon. Thì rồi những cái chiếc filter neo rồi nè. Filter 2, filter ít, filter mập đồ. Thì cái pha đèn nó cũng tự tựa như vậy thôi. Thì đây là cái pha đèn của quay RS. Thì mình cũng cắm vô cho các bạn xem cái. Rồi đây là cái bóng H4 của chứ anh chị. Là giá 170. Thì mình đang xử lý đơn cho các anh chị rất là nhiều nè. Đây còn sót rất là nhiều đơn như cái gì, mà cái những cái đơn này nè mình chưa có đụng vô, nghĩa là qua 9 giờ mình sẽ xử lý. Thì nhiều khi cô chú anh chị thấy mà mình chưa xử lý kịp á, thông cảm. Tại vì đơn mình còn đang đóng rất là nhiều. Đây nè, những cái đơn đóng thì mình vẫn còn cầm trên tay những cái đơn để đóng. Thì một anh thì mua là một bóng nè, rồi một bóng nè, rồi một bóng nè, mình cũng đang đóng cho cô chú anh chị. Nói chung là một bóng vẫn đi đơn với cái lòng của cô chú anh chị muốn mua thôi. Thì phí ship là anh em phải chịu ship bưu điện lấy, mình không lấy nha cô chú anh chị. Mình chỉ lấy đúng cái số tiền mình là ở trên đây thôi. Thì mình mong cô chú anh chị thông cảm. Thì mình cũng đang xử lý đơn của cô chú anh chị rất là nhiều, rất là dài lên đây. Đó, dài lên trên đó. Đó. Mình đang xử lý đơn để đi trong ngày mai là những anh em gần là có thể nhận được rồi. Thì cô chú anh chị thấy người ta điện, người ta đặt bóng đèn tiếp tục. Nhưng mà mình không xử lý nổi cô chú anh chị. Nghĩa là cô chú anh chị thông cảm, thấy mà thằng em nó mà nó xử lý không kịp á. Thì từ từ thì cô chú anh chị cũng nhận được bóng đèn thôi. Thì đây nè. Còn mình sẽ hướng dẫn cô chú anh chị gắp cái pha nó lên. Còn đây là cái bóng đèn mà bi cầu là bán chạy nhất. Bi cầu để gắn lên những cái pha ghim nè. Mình test cái bóng bi cầu trước đi. Bi cầu thì cô chú anh chị cứ gắn vô cái pha zin của mình, như là quay rim rồi những xe đời cũ là gắn được hết. Cứ xài những dòng xe đời cũ là cô chú anh chị bỏ vô gắn được hết nè. Đây nè. Bỏ vô, gắn. Thì mình không có cái xe nên mình lấy cái bình mình test, nghĩa là chạy được điện bình và điện máy hai dòng điện. Thì cô chú anh chị thấy cái chân chì nè, rất là đẹp. Và mình cứ giặt vô cái là mình chạy thôi. Đó, rồi mình giữ được cái chụp bụi thì bảo vệ cái pha đèn mình nó không vô, thì khi lắp được là thế này. Thì mình gắm cái bình ắc quy vô mình test cho cô chú anh chị. Đây, âm và dương và âm. Dương nè. Âm nè. Đó, mình sẽ bật lên. Đây là cái chân M5 cô chú anh chị, mình bắt nè. Đây, pha code nè, pha. Đó. Thì pha là sao? Phản xạ ánh sáng, code là bi cầu bắn trực tiếp, thì cô chú anh chị chịu khó nhìn trong đây nè. Nhìn trong đây nè. Đây. Đó, pha có chuẩn rồi chứ gì, pha có chuẩn rất là sáng rồi chứ gì, nó có rất là nhỏ và nó chỉ có 5W thôi, có 5W thôi chứ gì, 5W thôi, công suất thực nè, 5W nè. 5W thì nó tương đương với cái, mình thấy nó giống như tương đương với muốn cái một cái bóng mà xi nhan của chứ gì á, bóng xi nhan hoặc là những cái bóng đèn ở trên táp lô đồng hồ rồi á, mình thấy nó cũng 3W rồi, 3W 5W gì đó, nó cũng tương đương. Cô chú anh chị thấy nó nhẹ. Và nhiều bạn hỏi mình sao không đo dòng, thật ra hãng xịn người ta ghi cực chuẩn rồi chứ anh chị, Osram chứ không phải những mấy anh Trung Quốc đâu. Thì mình không cần phải đo co chứ các bạn. Nói chung là như Sony nè, Sony, Milwaukee, Makita, Dewar hay là những cái thương hiệu xịn, Osram, Philips là không, mình không cần phải bàn cãi gì cái công ty của họ, cô chú anh chị. Họ là chuẩn.
Ot Ram là đứng đầu thế giới. Còn đây là mình đang xử test cho các bạn là cái đây mình test cái pha này cho bạn. Đây nè, cái pha này mình test nhanh cho các bạn. Thì đây là cái bóng dây tóc nè, dây tóc thì các bạn gắn vô thì mình test trước ánh sáng zin của cái bóng dây tóc nha. Dây tóc nó ăn dòng ghê lắm, 35W. Thì các bạn nhìn nè, mình test cho các bạn xem. Đây dây tóc nó rất là nóng luôn nha. Các bạn nhìn thấy nè. Đây. Các bạn thấy thì lúc nào ánh sáng mà cái phản xạ ánh sáng thì các bạn đừng có bì với cái ấy thì lúc nào nó cũng tè ra, nghĩa là phản xạ ánh sáng là giống như phản chiếu mặt gương á, nghĩa là trong cái đeo pha đèn của các bạn có cái gì là nó phản chiếu ra cái nấy. Nên đây cái này bóng zin nè, các bạn thấy không? Rồi mình sẽ thay cái bóng led và mình hướng dẫn cho các bạn thay cái bóng led H4 H1 vô. Các bạn nhiệm vụ của các bạn là cái gì? Rút cái này ra, rồi gỡ cái chụp bụi ra. Rồi bẫy cái lẫy lên, bẫy cái lẫy lên nè. Bẫy cái lẫy lên. Rồi các bạn lấy cái bóng dây tóc các bạn cất đi. Cất đi khi nào cần thì mình dùng lại nha cô chú gì. Rồi các bạn lấy cái bóng H4 nè. Thì thiết kế giấu tim là sao? Giấu tim là người ta che cái tim, nghĩa là người đi đối diện không thấy được vô tim, không chá vô mắt nha cô chị. Thì giấu tim nè, cô chú gì thấy thiết kế giấu tim. Đó, tất cả là 12 tim, nó khủng khiếp lắm. Coi chứ gì, cái công sức thực của người ta nó rất là ít. Coi chứ gì, chỉ bắt vô. Để ý ba cái cửa này, ba cái cửa mình chọt vô. Rồi mình khóa nó lại. Đây, khóa lại nè coi chứ gì. Đây khóa lại. Rồi xong, gắn lại cái chụp nhựa thì giữ được cái pha đèn của mình suốt cuộc đời, bụi không vô, nước không rút, rất là ngon. Rồi mình cắm lại cái đuôi nè, cái đuôi H4 H1 nè. Vô. Đó. Rồi các bạn sẽ được là như vậy, rất là đẹp. Và mình sẽ bật pha code cho các bạn xem nha. Đây, sáng lắm, sáng cực sáng rồi chị, sáng. Đó, pha code chuẩn nè. Pha cái là thí dụ như đi mà trong những cái đường vắng vắng rồi chứ gì, bật pha mình chạy mình nó sướng lắm nè. Ánh sáng chuẩn hơn là cái ánh sáng dây tóc luôn á, còn chứ gì thế nè. Và không có chá mắt người đi đường thì mình đặt cái camera vô, các bạn thấy không chá nè, các bạn nhìn thấy không chá nè. Và mình bật pha lên thì nó mới chá, pha thì phải pha vô mặt rồi, thấy không? Pha vô mặt nè. Đó, tắt nè, bật nè. Đó, không chá nè các chị, chứ gì thấy nè, không bao giờ thấy chá. Nó đang cháy đó mà cô chứ gì không thấy chá, cô chứ gì rất là chuẩn. Và mình thích nhất là cái gì đó mà cô chứ gì là gáp như zin, ai cũng làm được và xài được hai dòng điện, điện bình, điện máy, nghĩa là điện zin thì cô chứ gì cứ để vậy bình thường mình cắm vô thôi. Rồi cái bóng này là cái mẫu mới nhất, cô chứ gì đừng có so sánh với mẫu cũ nha. Mẫu cũ là mình đang dừng bán, cái mẫu cũ nó rẻ. Còn này là mẫu mới 2024 là 170 bóng. Và cái M5 này là 150, mình bán là hết sức rẻ rồi. Thì ship cô chứ anh chị tự chịu. Rồi mình qua cái clip này mình cũng cảm ơn đến cô chứ anh chị đã ủng hộ những cái đơn hàng của mình rất là nhiều. Rồi mình xin cảm ơn các cô chứ anh chị.